lấy hột kiến vậy. Gặp gặp ông tí ông phá nữa nè. Ảnh hưởng cũng như là cái số lượng gọi là công việc hiện tại thì Jimmy đang là hot nhất của Hero Team, sẵn sàng bỏ ra gần chục triệu để mua một cái tai nghe chỉ bởi vì nó có tai mèo và màu hồng. Đây hắn giải thưởng 10 triệu các bạn. Cái giải thưởng này chủ yếu là tiếp thêm động lực để cố gắng ăn thôi, chứ các bạn hải sản này đã hết gần 70 triệu rồi nha các bạn. Mình quyết định đóng góp thêm 50 triệu nữa, tức là được 100 triệu các bạn. Bao tay. À nãy mình quên giới thiệu, mình với An cũng có bao tay luôn các bạn. Bao tay này ngay chỗ này nó có một cái cục cũ rất là cứng luôn nè. Để dành mà khi mà chúng ta mà gặp ăn cướp hay gì thì chúng ta bỏ chạy nha. Em biết anh là thế mà đã thế, em còn suy, em còn nghĩ, em còn chắc lắm chứ.